Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt khám xét khẩn cấp 3 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo dự án nông thôn mới. Trước đó thì trong các bản tin thời sự gần đây chúng tôi đã phát sóng một loạt phóng sự ghi lại phản ánh của các doanh nghiệp về cái đường dây lừa đảo này. Và đáng chú ý là với đội ngũ chân rết hùng hậu, các đối tượng đã tiếp cận được với nhiều địa phương trên cả nước để lừa thu tiền chạy dự án. Ba đối tượng là Nguyễn Văn Am tự xưng là chủ tịch tập đoàn Việt Nam Cuba thuộc Bộ Xây dựng, Phạm Văn Uông tự xưng là chủ tịch tập đoàn Sao Việt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Kim Thị Nhuận kế toán vừa bị công an tỉnh Quảng Bình bắt và khám xét khẩn cấp liên quan tới vụ án lừa đảo nông thôn mới. Lợi dụng chủ trương xây dựng nông thôn mới cùng với việc các địa phương khao khát có nguồn vốn để triển khai, các đối tượng trên đã tạo lập các tài liệu hợp đồng con dấu giả để tuyên truyền với các địa phương là mình được giao quản lý và phân bổ nguồn vốn phi chính phủ. Với chiêu bài này, đã có 300 xã coi tập đoàn Việt Nam Cuba trở thành đối tác quan trọng. Từ đó, các đối tượng chiếm đoạt tiền bằng việc yêu cầu các xã, doanh nghiệp phải nộp tiền đi đêm để chạy dự án. Các đối tượng tuyên truyền có cái nguồn tiền phi chính phủ hàng nghìn tỷ hỗ trợ đầu tư cho các cái chương trình, ví dụ đường giao thông, trạm y tế, bệnh viện, thế rồi trường học. Đối với các doanh nghiệp muốn có dự án đầu tư thì các doanh nghiệp này phải nộp từ 15 đến 35 triệu đồng tùy theo cái dự án lớn nhỏ. Thì đối với các cái chủ trang trại mà muốn có cái nguồn tiền đầu tư cho trang trại của mình thì phải nộp cho các đối tượng từ 20 đến 40 triệu đồng. Tại Công an tỉnh Quảng Bình, Nguyễn Văn Am chủ mưu đã khai nhận hành vi phạm tội với thủ đoạn ngụy tạo mình là người thân cận với nhiều cán bộ cao cấp để dễ dàng lừa đảo. Trên các xã thì tôi có nói rằng là nguồn vốn này là nguồn vốn của phi chính phủ cho không. Và tôi làm những cái ảnh giả của các nhân đủ quốc gia để treo lên nhà tôi để mọi người đến để tin tôi. Quá trình điều tra cho thấy, không chỉ dựng nên tập đoàn Việt Nam Cuba không có thật, các đối tượng còn thành lập thêm các tập đoàn Sao Việt, các công ty con, các quỹ hỗ trợ thuộc Bộ Nội vụ với phạm vi lừa đảo tập trung tại khu vực các xã từ Hà Nam đến các xã biên giới Việt Trung. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Những chân rết của tập đoàn này bước đầu xác định nhiều chân rết chính là cán bộ của địa phương, thậm chí cán bộ của cả ban ngành trung ương.